Thuốc điều trị lao, phong. Vài nét về bệnh lao. Là một bệnh xã hội, truyền nhiễm do trực khuẩn lao gây ra có tên Mycobacterium tuberculosis, được tìm ra năm 1882 bởi Robert Koch nên gọi là trực khuẩn Koch, Bacillum Koch, BK. Trực khuẩn lao gây ra bệnh lao phổi và các cơ quan khác nhưng lao phổi chiếm 60-70%. Còn lao da, lao xương, lao thận, lao màng não, lao vú. Bệnh lao có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị đúng, kịp thời. HIV, AIDS. 2/3 trong số những người nhiễm lao bị HIV. Hàng năm, trên thế giới, có tổng 20 triệu người mắc. Có khoảng 8 triệu người mắc bệnh lao mới. Khoảng 2 triệu người chết do bệnh lao. Tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển. Việt Nam có khoảng 120.000 người nhiễm lao trên năm. Trực khuẩn lao có trong đờm người bị bệnh lao phổi. Khi họ ho, khạc nhổ, hắt hơi, tung vi khuẩn lao vào trong không khí, treo lơ lửng nhiều giờ. Người lành hít phải, vi khuẩn theo đường hô hấp vào phổi. Tuy nhiên chỉ 10% tới được phế nang, do đa số bị giữ lại trên đường hô hấp. Khi xâm nhập vào mô phế nang, gây đáp ứng miễn dịch. Vi khuẩn có thể sống hàng năm hoặc suốt đời người bị nhiễm. Chỗ bị thương tổn bị sơ hóa hoặc vôi hóa. Nếu hệ miễn dịch suy giảm, vi khuẩn phát triển. Phá vỡ đại thực bào và các ổ bao. Phá vỡ mao mạch, thành phế nang tạo thành các hang. Lan truyền sang mô phổi hoặc theo đường bạch huyết. Tới các cơ quan khác gây nhiễm lao ngoài phổi. Đối với trẻ em, hệ miễn dịch còn yếu. Nên vi khuẩn lao lây lan theo đường máu, lao màng não. Tùy thuộc vào khả năng miễn dịch và sức đề kháng của mỗi người, mà vi khuẩn lao có thể thành bệnh hay không. Triệu chứng. Sốt. Là dấu hiệu điển hình của bệnh lao. Lúc đầu hơi sốt, sau đó có thể sốt cao, thường xảy ra vào lúc chiều, tối. Ho là dấu hiệu điển hình kèm theo. Lúc đầu ho khan. Sau ho có đờm và ngày càng nhiều, trong đờm dần dần có máu. Ra mồ hôi, đặc biệt ra mồ hôi vào lúc đang ngủ. Chẩn đoán. Thử tuberculin dương tính. Tuy nhiên có đến 20-30% âm tính mà vẫn bị bệnh. Phòng bệnh lao. Tiêm vaccine BCG cho tất cả trẻ sơ sinh và người lớn. Tiêm nhắc lại cho người lớn làm việc ở có nơi nguy cơ lây nhiễm. Phát hiện sớm khi thấy ho và sốt trên 10 ngày phải đến các cơ sở y tế để khám. Khi mắc phải cách ly kịp thời. Cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thuốc chống lao. Nhóm 1. Là thuốc chống lao chính, có chỉ số điều trị cao, ít tác dụng phụ hơn. INH. Rifampicin, Ethambutol, Streptomycin, Pyrazinamide. Cảm ơn. Nhóm 2. Ít dùng hơn, dùng thay thế khi BK kháng thuốc, phạm vi điều trị hẹp, có nhiều tác dụng phụ. Ethionamide, acid para-aminosalicylic, PAS, Cyclosarin, Amikacin, Kanamycin, Capreomycin, Thiacetazone. Fluoroquinolone. Nguyên tắc dùng thuốc. Phải phối hợp thuốc trong điều trị, 3-5 thuốc, để giảm độc tính, tăng tác dụng điều trị, hạn chế kháng thuốc. Phải dùng thuốc đúng liều và đủ thời gian quy định. Dùng thuốc liên tục, đều đặn. Điều trị thường chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn tấn công, phối hợp 3 thuốc trở lên và dùng hàng ngày. Giai đoạn duy trì, phối hợp 2 thuốc trở lên. Và có thể dùng ngắt quãng 2-3 lần tuần. Điều trị có kiểm soát. Cải thiện chế độ dinh dưỡng. Một số phác đồ điều trị lao hiện nay ở Việt Nam. Một số công thức phối hợp thuốc chữa lao. Ký hiệu tên thuốc. H có nghĩa là isoniazid, INH. E có nghĩa là ethambutol. Z có nghĩa là pyrazinamide. R có nghĩa là rifampicin. S có nghĩa là streptomycin. Người bệnh chưa chữa lao bao giờ phối hợp các thuốc là 2SRHZ/6HE. Nếu dùng phác đồ điều trị lao mới sau 2 tháng tấn công, nhưng xét nghiệm ASB dương tính, thì dùng thêm 1 tháng HRZ sau đó điều trị duy trì, nếu tháng thứ 5 mà ASB vẫn dương tính, thì chuyển sang phác đồ điều trị lao kháng thuốc và lao tái phát.
người bệnh có lao tái phát hoặc thất bại điều trị. 2SHRZE/1HRZE/5H3R3E3. Trẻ em nhiễm lao. 2HRZ/4HR. Isoniazid. Tên khác. INH. Biệt dược. Ribiphone. Tác dụng kìm và diệt khuẩn. Tác dụng tốt mọi thể lao trong và ngoài phổi, thể cấp và mãn. Dược động học. Hấp thu. Nhanh qua đường tiêu hóa và đường tiêm, thức ăn và các thuốc chứa nhôm làm giảm hấp thu thuốc. Phân bố. Khuếch tán nhanh vào các tế bào và các dịch màng phổi, dịch cổ trứng và dịch não tùy, chất bã đậu, nước bọt, da, cơ. Nồng độ thuốc trong dịch não tùy tương đương với nồng độ trong máu. Chuyển hóa, ở gan nhờ phản ứng acetyl hóa, thủy phân và liên hợp với glycin. Sự acetyl hóa của isoniazid thông qua acetyl transferase có tính di truyền. Thải trừ, chủ yếu qua thận. Sau dùng thuốc 24 giờ thuốc thải trừ khoảng 75-95% dưới dạng đã chuyển hóa. Cơ chế tác dụng. Acid malicylic là một thành phần quan trọng trong cấu trúc màng của trực khuẩn lao. GD đầu của quá trình tổng hợp malicylic là sự kéo dài mạch của acid nhờ desaturase. Với centimet rất thấp của INH, enzyme desaturase bị ức chế, làm ngăn cản sự kéo dài mạch của acid malicylic, dần dần giảm số lượng lipid của màng vi khuẩn, làm cho vi khuẩn không phát triển được. Ngoài ra, INH tạo chơ lát với ion đồng, ức chế cạnh tranh với nicotinamide và pyridoxine, làm rối loạn chuyển hóa của trực khuẩn lao. Tác dụng phụ. Gan, viêm gan, hoại tử tế bào gan. Đặc biệt khi dương tính thuốc gây độc với gan, rifampicin, pyrazinamide, nên người bệnh phải uống kèm thuốc bảo vệ gan. Trực khuẩn, viêm dây trực khuẩn, rối loạn tâm thần, co giật, cần bổ sung vitamin B6. Dị ứng, rối loạn tiêu hóa. Chống chỉ định. Suy gan, thận nặng. Động kinh, rối loạn tâm thần, giang mai. Mẫn cảm. Chỉ định. Các thể lao phổi và ngoài phổi, nhất là các thể đang tiến triển. Phải phối hợp các thuốc kháng lao khác. Chế phẩm, liều dùng. Viên nén 50.100-150mg. Ống tiêm 500mg/5ml. Liều dùng, cách dùng. Người lớn. Tiêm bắt hoặc uống 5mg/kg thể trọng trên 24 giờ, uống vào buổi sáng lúc đói. Trẻ em. Uống từ 6 đến 10mg trên kg thể trọng trên 24 giờ. Lưu ý. Nếu dùng kéo dài làm tăng hoặc gây các cơn co giật, vì vậy cần dùng các thuốc chống co giật. Gây độc với gan để hạn chế cần uống kèm các thuốc bảo vệ tế bào gan. Trong thời gian điều trị và định kỳ theo dõi AST, ALTV. A xét nghiệm về độ hủy tế bào gan hàng tuần, sau đó là hàng tháng. Lưu ý. Nếu dùng kéo dài làm tăng hoặc gây các cơn co giật, vì vậy cần dùng các thuốc chống co giật. Gây độc với gan để hạn chế cần uống kèm các thuốc bảo vệ tế bào gan. Trong thời gian điều trị và định kỳ theo dõi AST, ALT và xét nghiệm về độ hủy tế bào gan hàng tuần, sau đó là hàng tháng. Rifampicin. Biệt dược. Rimactan. Dạng thuốc. Viên nang 150, 300, 450mg. Lọ tiêm đông khô, 300-600mg. Hỗn dịch uống, CG2%. Dược động học. Hấp thu. Tốt qua đường tiêu hóa, sinh khả dụng lớn hơn 90%. Sau khi uống 2-4 giờ, đạt được nồng độ tối đa trong máu. Phân bố. Khắp các dịch thể và mô, đặc biệt là phổi và dịch phế quản. Thuốc qua được nhau thai, sữa mẹ, gắn vào protein huyết tương khoảng 75-80%. Chuyển hóa, qua gan bằng phản ứng acetyl hóa. Thải trừ, chủ yếu qua tiêu hóa khoảng 65%, khoảng 30% qua nước tiểu, còn lại qua mồ hôi, nước bọt, nước mắt, làm cho các dịch này có màu đỏ da cam. Thời gian bán thải từ 1,5 đến 5 giờ. Khi chức năng gan giảm, thời gian bán thải của thuốc kéo dài, ngược lại, do tự gây cảm ứng hệ enzyme oxy hóa thuốc ở gan. Sau điều trị khoảng 14 ngày, thời gian bán thải của thuốc bị rút ngắn lại. Phổ tác dụng.
Thuốc có tác dụng tốt với chủng vi khuẩn Mycobacterium. Đặc biệt Mycobacterium tuberculosis, vi khuẩn Mycobacterium laprae và các vi khuẩn cơ hội Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium. Ngoài ra đây còn là kháng sinh phổ rộng có tác dụng tốt với các vi khuẩn gram âm và dương, trừ cầu khuẩn đường ruột như lầu cầu, não mô cầu, liên cầu, kể cả chủng đã kháng methicillin, Haemophilus influenza. Cơ chế tác dụng: rifampicin gắn vào tiểu đơn vị của ARN polymerase vi khuẩn, làm sai lệch thông tin của enzyme này, do đó ức chế sự khởi mới. Thuốc có tác dụng diệt khuẩn. Thuốc không ức chế an polymerase ở của người và động vật ở liều điều trị. Khi dùng liều cao gấp nhiều lần liều điều trị, thuốc có thể gây ức chế ARN polymerase ở thi thể tế bào động vật. Tác dụng: diệt khuẩn. Thuốc chống lao và phong, ít kháng, gram, dương, như, tụ cầu, liên cầu khuẩn, nhất là tràng cầu, gây tan huyết. Diệt cả vi khuẩn gram âm, E. coli, màng não cầu, lậu cầu, virus cúm. Rifampicin diệt vi khuẩn cả trong và ngoài tế bào, trong môi trường axit tác dụng của thuốc mạnh gấp 5 lần. Chỉ định: các thể lao, phong. Điều trị nhiễm khuẩn nặng gram dương, tụ cầu, liên cầu. Điều trị nhiễm vi khuẩn gram âm như lậu cầu, màng não cầu. Tác dụng không mong muốn: rối loạn tiêu hóa, viêm gan, thiếu máu, đau đầu, chóng mặt. Đây là sản phẩm demo của VB. Hội chứng cúm giả khi dùng ngắt quãng 2 lần trên tuần. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của VB. Chống chỉ định: suy gan nặng, rối loạn chuyển hóa porphyrin, vàng da, mẫn cảm, phụ nữ có thai. Chú ý: thuốc có thể làm cho nước tiểu, phân, nước mắt có màu đỏ da cam. Có thể xuất hiện vi khuẩn đột biến kháng thuốc, đặc biệt là tụ cầu, phải tìm vi khuẩn kháng thuốc để chọn kháng sinh phù hợp. Kiểm tra công thức máu và chức năng gan trong thời gian dùng thuốc. Rifampicin làm tăng chuyển hóa một số thuốc thông qua tác dụng gây cảm ứng cytochrome P450 như thuốc tránh thai, phong tỏa beta-adrenergic, chẹn kênh canxi, diazepam, quinidine, digitosin, prednisolone, sulfonylurea, một số thuốc chống đông máu. Biệt dược: miambutol. Dạng thuốc: viên nén, 100, 250, 400mg. Tác dụng: kìm BK mạnh nhất khi đang nhân lên. Không tác dụng lên các vi khuẩn khác. Có tác dụng tất cả thể lao kháng INH, chép, nhưng yếu hơn, phổ kháng khuẩn hẹp, dễ bị kháng. Tác dụng không mong muốn: rối loạn thị giác, viêm dây trực khuẩn thị giác, giảm thị lực. Rối loạn tiêu hóa, giảm bạch cầu. Ethambutol. Cơ chế tác dụng: ethambutol có tác dụng kìm khuẩn, do ức chế sự nhập axit mycolic vào thành tế bào trực khuẩn lao, làm rối loạn sự tạo màng trực khuẩn lao. Ngoài ra, ethambutol gây rối loạn sự tổng hợp axit nhân thông qua ức chế cạnh tranh với các polyamin và tạo chơ lát với ion đồng và kẽm. Chỉ định: phối hợp với các thuốc khác để điều trị các thể lao, nhất là BK đã kháng INH, chép. Chống chỉ định: viêm dây trực khuẩn thị giác, các bệnh về mắt, phụ nữ có thai, trẻ em nhỏ hơn 5 tuổi. Vì khó phát hiện tác dụng không mong muốn ở mắt. Liều dùng: người lớn, khởi đầu 25mg trên kg thể trọng trên 24 giờ, 2 tháng đầu, sau giảm xuống 15mg trên kg thể trọng trên 24 giờ. Trẻ em, 6-12 tuổi, 10-15mg trên kg thể trọng trên 24 giờ. Streptomycin. Biệt dược: Andostrep. Dạng thuốc: lọ tiêm bột 1g. Dược động học: hấp thu, kém qua đường uống. Dùng đường tiêm bắp, còn uống diệt khuẩn đường tiêu hóa. Phân bố: tập trung nhiều ở phổi, thận, cơ tim và các tổ chức bị viêm nhiễm, dễ thấm qua màng não bị viêm. Thải trừ: nước tiểu, ruột, một phần thận và phân. Tác dụng: phổ rộng, chủ yếu vi khuẩn gram âm. Hoạt tính kém với vi khuẩn gram dương.
tác dụng đặc hiệu BK, đặc biệt trong giai đoạn sinh sản nhanh. Tác dụng cả trực khuẩn phong, xịt hạch và trực khuẩn đường ruột. Chỉ định: các thể lao cấp tính: xịt hạch, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng trong tim do liên cầu, viêm phổi. Tác dụng không mong muốn: độc với thính giác, nhiễm độc thận, dị ứng, chống chỉ định, mẫn cảm với thuốc, viêm dây trực khuẩn thính giác, rối loạn bộ phận ốc tai tiền đình, suy thận, phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh. Pyrazinamide, trực khuẩn, PZA, dạng thuốc, viên nén 100-500mg. Tác dụng: kháng BK, nhanh bị kháng thuốc khi dùng đơn độc, tác dụng yếu hơn INH. Dùng phối hợp với INH, chép, ngăn cản được hiện tượng kháng thuốc. Tác dụng không mong muốn: rối loạn tiêu hóa, sút, nhức đầu, đau khớp. Giảm bài tiết axit uric, gây tổn thương gan. Chỉ định, điều trị các thể lao: chống chỉ định, dị ứng thuốc, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, suy gan, tăng axit uric trên huyết. Chú ý: thường xuyên kiểm tra công thức gan. Thấy buồn nôn, kém ăn, vàng da, ngừng thuốc. Liều dùng: liều tấn công 25mg trên kg trên 24 giờ, dùng hàng ngày. Duy trì 35mg trên kg trên 24 giờ, 3 lần tuần. Hoặc 50mg trên kg trên 24 giờ, 2 lần tuần. Các thuốc chống lao khác: Ethionamide là thuốc kìm trực khuẩn lao, do ức chế tổng hợp axit mycolic, hoạt lực yếu, dễ kháng thuốc. Axit paraaminosalicylic, PAS, là thuốc kìm khuẩn lao có cơ chế tác dụng giống sulfonamide, nhưng không có tác dụng trên các vi khuẩn khác. Một số kháng sinh khác có tác dụng chống lao: kanamycin và amikacin, capreomycin, ofloxacin và ciprofloxacin, azithromycin và clarithromycin, cyclosarin. Sự kháng thuốc của vi khuẩn lao: tỷ lệ vi khuẩn lao kháng thuốc ngày càng tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do dùng thuốc không đúng phác đồ phối hợp, liều lượng và thời gian dùng thuốc hoặc chất lượng thuốc kém. Sự kháng thuốc có thể xếp thành 3 loại. Kháng thuốc tiên phát là sự kháng thuốc xảy ra ở bệnh nhân chưa được dùng thuốc chống lao lần nào. Nguyên nhân là do vi khuẩn lao kháng thuốc lan truyền từ bệnh nhân khác sang. Kháng thuốc mắc phải hay còn gọi là kháng thuốc thứ phát là sự kháng thuốc sau khi dùng các thuốc chống lao ít nhất 1 tháng. Nguyên nhân do dùng thuốc không đúng liều lượng, phối hợp thuốc không đúng gây nên sự chọn lọc vi khuẩn kháng thuốc. Đa kháng thuốc là hiện tượng vi khuẩn lao kháng lại ít nhất 2 loại thuốc chống lao, trong đó có kháng rifampicin và INH, và kháng cùng với các thuốc chống lao khác. Để đối phó với sự kháng thuốc của vi khuẩn lao, ngăn ngừa sự chọn lọc tạo ra chủng kháng thuốc và sự lan truyền các chủng kháng thuốc trong cộng đồng, cần phải áp dụng đúng nguyên tắc điều trị lao. Do trực khuẩn Hansen gây ra, có tên khoa học Mycobacterium leprae, được Hansen phân lập năm 1837. Không di truyền, là bệnh mãn tính, đường lây qua da, nhưng nó có thể gây hại hệ trực khuẩn ngoại biên và da. Nếu không điều trị kịp thời có thể bị tàn phế. Thời gian ủ bệnh kéo dài 2 đến 3 năm, có khi 10 đến 20 năm. Thuốc chữa phong: Dapsone, DDS, rifampicin, clofazimine, sulfoxone, ethionamide. Nguyên tắc điều trị: như lao, kết hợp với vật lý trị liệu, vận động để phòng và điều trị tàn phế. Trực khuẩn, DDS, dạng thuốc, viên nén, 50-100mg, hỗn dịch tiêm, 2,5% trên 20ml. Tác dụng là dẫn chất sulfon có tác dụng kìm trực khuẩn Hansen. Chỉ định: phối hợp điều trị các thể phong. Tác dụng không mong muốn: dị ứng, vàng da, thiếu máu, nhịp tim nhanh, viêm dây trực khuẩn, viêm gan, gây tái phát các tổn thương, methemoglobin. Chống chỉ định: mẫn cảm với thuốc, suy gan nặng,
chứng thiếu máu tán huyết ở người thiếu hụt G6PD. Liều dùng. Người lớn. Uống. Ngày đầu 25mg, sau tăng đến liều điều trị 100mg trên 24 giờ. Tiêm bắp. Cứ 8 đến 15 ngày tiêm một lần liều 0,5ml trên 10kg thể trọng. Chú ý. Nên uống thuốc bổ. Sắt. Các vitamin nhóm B để hạn chế tác dụng không mong muốn. Và thường xuyên kiểm tra công thức máu. Đợt điều trị 3 đến 12 tháng, trực khuẩn Hansen bị diệt ở các tổn thương. Nhưng phải điều trị lớn hơn 10 năm. Bảo quản. Nơi khô ráo, thoáng mát. Clofazimin. Biệt dược. Lampirin, B663. Dạng thuốc. Viên nang 50, 100mg. Tính chất. Tinh thể đỏ thắm, không tan trong nước, rất ít tan trong cồn, và dễ tan hữu cơ. Tác dụng. Là dẫn chất iminophenazine, có tác dụng kìm trực khuẩn Hansen. Kể cả trường hợp không dung nạp hoặc kháng DDS. Cơ chế tác dụng. Ức chế tổng hợp AND vi khuẩn. Chỉ định. Các thể phong. Tác dụng không mong muốn. Sẫm màu da, ngừng thuốc sau 6 tháng da sẽ trở lại bình thường. Nước tiểu đỏ. Chống chỉ định. Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú. Người tổn thương gan, thận. Người đang đau bụng, đi ngoài. Liều dùng, cách dùng. Người lớn. 100mg trên lần ngày, 3 lần tuần, uống sau bữa ăn, và các thuốc chữa phong khác. Trường hợp đã kháng DDS. Uống 100mg trên